Hello các bạn, lại là đoàn Liên Xe Rồng của chúng tôi đây. Bây giờ là 5 giờ 30 chiều. Đoàn chúng tôi đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho các thành viên mới gia nhập đoàn Liên Xe Rồng. Đây, đang có rất nhiều các bạn mới này. Trung ơi, mấy thằng đi tập phết thì đừng có mặc quần áo lân, nó khô đi, để hôm nào đi diễn thì mặc thấy chưa, quần áo đẹp thì mặc đẹp cả đi ngủ ấy. Đang Kiên đấy, ông có mặc đi tán gái không đây? Ông Kiên đây, ông Kiên, ông có mặc áo này đi chơi đi nhà bạn gái không đấy? Có mặc cái này đi khoe bạn gái không đấy? Chưa. À, lên nhà bà ngoại cà phê rồi à? Nhà bà ngoại ở đâu? Quang ơi đứng tránh đi, đây quay đi. Thật tê. Đang nói câu chuyện tình cờ thì thật tê à.